Xin chào các bạn. Áo, có tên chính thức là Cộng hòa Áo, là một quốc gia không giáp biển nằm tại Trung Âu. Quốc gia này được bao bọc lần lượt bởi Đức, Cộng hòa Séc, Slovakia, Hungary, Slovenia, Ý, Thụy Sĩ và Liechtenstein. Với diện tích là 83.879 km², quốc gia này là nơi sinh sống của khoảng 8,99 triệu người. Phần lớn dân số là người Áo, chiếm 83,3% dân số. Tiếp đến là người Đức, người Romania chiếm lần lượt là 2,2% và 1,4% dân số. Phần còn lại là các dân tộc khác. Ngôn ngữ chính được sử dụng ở đây là tiếng Đức. Ngoài ra, còn có các ngôn ngữ như Croatia, Hungary, Slovenia cũng được sử dụng bởi các nhóm dân tộc thiểu số khác sống ở đây. Cùng với Phần Lan, Ireland, Malta, Thụy Điển và Thụy Sĩ, Áo là một quốc gia châu Âu không phải là thành viên của NATO. Hiệp ước nhà nước Áo và hiến pháp của nước này không cho phép Áo tham gia các liên minh quân sự và không cho phép thành lập các căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ Áo. Cộng hòa Áo, nơi được mệnh danh là vùng đất xanh của Trung Âu. Dãy núi Alps chiếm khoảng 2/3 diện tích của Áo, nên phần lớn địa hình Áo chủ yếu là địa hình đồi núi. Theo đó, toàn bộ khu vực phía tây của Áo được chiếm lĩnh bởi những dãy núi cao. Trong đó, dãy núi cao nhất tại đây là dãy Hohe Tauern, Hai Tauern, một phần của dãy núi Alps. Đỉnh cao nhất của dãy núi này là Grossglockner, cao tới 3.798m so với mực nước biển, đồng thời cũng là điểm cao nhất của Áo. Trong khi ở các diện núi thấp được bao phủ bởi các khu rừng lá kim, thì các đỉnh núi trơ trụi được bao phủ bởi tuyết quanh năm. Ngoài những dãy núi phủ tuyết, du khách còn có thể chiêm ngưỡng khung cảnh ngoạn mục của những dòng sông băng ở đây. Nổi bật nhất là sông băng Pasterze. Được biết, sông băng này cũng nằm trên dãy núi Hohe Tauern, bên dưới ngọn núi Grossglockner. Với chiều dài là 8,4 km, Pasterze chính là dòng sông băng dài nhất ở Áo. Tuy nhiên, chiều dài của sông băng hiện đang giảm khoảng 10 m mỗi năm và khối lượng băng của nó đã giảm đi một nửa kể từ lần đo đầu tiên vào năm 1851. Theo thông báo mới nhất của Tổ chức Khí tượng Thế giới, một dự đoán đáng báo động rằng các sông băng ở Áo có thể sẽ biến mất hoàn toàn vào cuối thế kỷ này do tình trạng ấm lên toàn cầu. Điều này sẽ vô cùng bất lợi cho Áo bởi nếu các sông băng tan chảy thì sẽ ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt và sản xuất điện, đồng thời cũng làm tăng mực nước biển, đe dọa nhiều thành phố lớn. Với đặc trưng địa hình có nhiều đồi núi và tuyết bao phủ, nên khu vực phía tây này của Áo rất thích hợp cho các hoạt động trượt tuyết và nghỉ dưỡng vào mùa đông. Theo đó, Sandburg là điểm dừng chân quen thuộc của nhiều du khách trước khi ghé thăm dãy Alps. Đây là thành phố du lịch nổi tiếng tại Áo, với khu phố cổ Sandburg được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Dọc theo dãy Alps, bạn có thể tới được những địa điểm du lịch tuyệt đẹp tại quốc gia lãng mạn này. Trong đó có làng Hallstatt. Làng cổ Hallstatt của nước Áo là một ngôi làng nhỏ nằm ở Gmunden, Oberösterreich. Hallstatt không chỉ được biết tới như di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, mà còn là một trong những ngôi làng cổ đẹp nhất ở châu Âu, thu hút đông đảo du khách đến tham quan. Trong khi các dãy núi cao thống lĩnh ở phía tây, thì đồng bằng, thung lũng lớn lại phân bố chủ yếu ở khu vực phía đông của đất nước Áo, dọc theo sông Danube. So với những khu vực khác, đất đai ở khu vực này cực kỳ màu mỡ và thích hợp cho hoạt động sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, đây cũng là nơi tập trung dân cư đông nhất nước Áo. Thủ đô Vienna của Áo cũng tọa lạc tại khu vực này. Được biết, Danube là dòng sông dài thứ hai ở châu Âu với chiều dài 2.850 km, xếp sau sông Volga ở Nga dài 3.530 km. Sông Danube bắt nguồn từ vùng rừng đen của Đức, rồi chảy lần lượt qua các quốc gia Áo, Slovakia, Hungary, Croatia, Bulgaria, Romania, Moldova và Ukraine, rồi đổ ra biển Đen. Một trong những khu vực nổi bật ở đây là thung lũng Wachau. Thung lũng Wachau là một thung lũng được sông Danube tạo nên và nằm giữa hai thành phố Melk và Krems an der Donau của Áo. Wachau được biết đến là một trong những thung lũng ven sông đẹp nhất châu Âu. Chính vì vậy, vào năm 2000, thung lũng Wachau đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới bởi kiến trúc lịch sử và cảnh quan nông nghiệp tại đây. Theo đó, thung lũng là nơi có hơn 5.000 di tích lịch sử. Một số công trình nổi bật có thể kể đến như tu viện Melk, một tu viện đồ sộ mang kiến trúc Baroque, và tu viện Godfrey, một tu viện pháo đài nằm gần Krems an der Donau. Trong số các lâu đài nổi bật phải kể đến lâu đài Schönleberg, một công trình mang kiến trúc La Mã với trang trí thời phục hưng Ý, nằm cách tu viện Melk khoảng 4 km. Ngoài ra, một trong những trải nghiệm mà du khách không thể bỏ qua khi đến Wachau chính là ghé thăm các vườn nho đã có từ thời xa xưa. Chính vì đất đai và khí hậu vô cùng phù hợp, nên thung lũng Wachau là một khu vực trồng nho và sản xuất rượu vang nổi tiếng không chỉ ở nước Áo mà còn được cả thế giới biết đến rộng rãi, đặc biệt là loại rượu vàng trắng. Tại đây, người dân trồng chủ yếu hai loại nho là nho Riesling và nho Grüner Veltliner. Các du khách khi ghé thăm Wachau
thường chọn những tour du lịch để tham quan những vườn nho cũng như các hầm rượu vàng và thưởng thức rượu vàng nho tại đây. Nếu may mắn đến du lịch đúng dịp, du khách có thể tham gia vào lễ hội rượu vàng được tổ chức hàng năm ở đây. Thời gian diễn ra lễ hội vào cuối tuần đầu tiên của tháng 5. Đây được xem là một dịp hoàn hảo để du khách có thể tìm hiểu sâu hơn về văn hóa rượu vàng ở đây khi có hơn 100 nhà cung cấp rượu vàng mở cửa hầm rượu của họ và cho du khách nếm thử các loại rượu vàng mới trong năm. Nhìn chung, khu vực phía Tây và phía Đông của nước Áo được đặc trưng bởi khí hậu khác nhau. Ở các vùng đất thấp phía Đông, nhiệt độ trung bình vào tháng 1 là âm 1 độ C và vào tháng 7 là 20 độ C. Khu vực này cũng có lượng mưa ít hơn khu vực phía Tây. Ngược lại, ở những vùng núi cao, nhiệt độ trung bình vào tháng 1 là âm 11 độ C với lớp tuyết phủ dày khoảng 3 mét. Còn vào tháng 7, nhiệt độ trung bình khoảng 2 độ C với lớp tuyết phủ dày 1,5 mét. Được biết, lượng mưa hàng năm ở đây vào khoảng 1.000 mm. Do có địa hình cùng khí hậu khác nhau, nên thực vật và động vật ở Áo rất đa dạng. Trong những năm vừa qua, 6 vườn quốc gia và nhiều công viên tự nhiên đã được thành lập để bảo vệ các chủng loại động thực vật. Theo Sở Bảo vệ Môi trường Liên bang, hệ thực vật ở Áo có tổng cộng 2.950 loài, trong đó có 1.187 loài, 42,2% nằm trong sách đỏ. Trong khi đó, có khoảng 45.870 loài động vật, trong đó 98,6% là loài động vật không xương sống. Vì nhiều nguyên nhân khác nhau nên có khoảng 10.882 loài đang bị đe dọa, trong đó 2.804 loài nằm trong sách đỏ như gấu nâu, sếu, thiên nga. Ngoài ra, gần một nửa diện tích của Áo được bao phủ bởi rừng cây và đồng cỏ, khiến quốc gia này trở thành một trong những quốc gia có mật độ rừng dày đặc và xanh nhất ở Trung Âu. Về kinh tế, theo số liệu năm 2021, tổng sản phẩm quốc nội của Áo là 477,4 tỷ USD và GDP bình quân đầu người là 53.103 USD. Nông nghiệp chỉ sử dụng một tỷ lệ nhỏ lực lượng lao động của Áo và chỉ chiếm một phần nhỏ trong GDP. Do địa hình đồi núi của đất nước, chỉ có khoảng một nửa diện tích đất nước có thể trồng trọt được. Các khu vực nông nghiệp chủ yếu được tìm thấy ở phía đông của đất nước và các trang trại thường có quy mô nhỏ hoặc trung bình. Các loại cây trồng chủ yếu ở đây là đậu tương, củ cải đường, lúa mì, ngô, lúa mạch, khoai tây, táo và nho. Bên cạnh trồng trọt, những người dân còn chăn nuôi lợn và gia cầm để kiếm thêm thu nhập. Vì cơ cấu ngành nông nghiệp còn nhỏ nên người dân ở đây đã và đang cố gắng chuyển mồn hóa vào các sản phẩm có chất lượng cao bởi áp lực cạnh tranh đang tăng lên từ khi Liên minh châu Âu được mở rộng. Người nông dân Áo đã tăng cường sản xuất theo cách nông nghiệp sạch, nông nghiệp sinh học, không dùng hóa chất, phân bón hóa học, với tỷ lệ vào khoảng 10%. Áo có tỷ lệ các cơ sở sản xuất nông nghiệp sạch cao nhất trong Liên minh châu Âu. Một trong những sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu quan trọng của Áo đó chính là rượu vàng. Các nước nhập khẩu chính là Thụy Sĩ, Đức và Mỹ. Ngoài ra, nhờ vào diện tích rừng rộng lớn mà lâm nghiệp cũng là một yếu tố quan trọng khi có thể cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến gỗ và công nghiệp giấy. Áo hiện còn là đất nước sản xuất magnesit tự nhiên hàng đầu, được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp hóa chất. Ngoài ra, quốc gia này còn sở hữu nhiều loại tài nguyên khoáng sản quan trọng như sắt, thép, chì, kẽm, antimon, than non, cà thạch cao. Áo là một quốc gia có ngành công nghiệp hiện đại và năng suất cao, trong đó chế biến thực phẩm, kỹ thuật cơ khí và xây dựng thép, hóa chất và sản xuất ô tô là những ngành quan trọng nhất. Những nhóm ngành dịch vụ tạo ra phần lớn GDP của đất nước, đặc biệt là do du lịch, thương mại và ngân hàng đóng góp. Trong đó, du lịch là ngành kinh tế quan trọng nhất khi mà 1/3 việc làm của người dân Áo phụ thuộc trực tiếp hoặc gián tiếp vào ngành du lịch. Viên là thủ đô của nước Áo, đồng thời đây cũng là thành phố lớn nhất của quốc gia này. Viên cũng là trung tâm văn hóa, chính trị và kinh tế của Áo. Bên cạnh đó, Viên còn là nơi đặt trụ sở của các cơ quan Liên Hợp Quốc và nhiều tổ chức quốc tế, trong đó có tổ chức các nước sản xuất dầu lửa, OPEC và tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu, OSCE, hay cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, IAEA. Vào năm 2001, thành phố lịch sử này đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Có thể nói, nếu du lịch đến Áo, thì điểm dừng chân đầu tiên luôn là thủ đô Viên, với diện tích 414,82 km2. Đây hiện là nơi sinh sống của khoảng 1,9 triệu người. Trong đó, những địa điểm thú vị mà du khách cần khám phá khi đến Viên là cung điện Sonbrunn, được xây dựng vào những năm 1600 và đóng vai trò quan trọng trong nền văn hóa ở Áo. Cung điện Sonbrunn là một công trình kiến trúc khổng lồ, được thiết kế theo phong cách Baroque, bao gồm 1.411 căn phòng và là khu phức hợp thu hút lượng lớn khách du lịch ở Viên. Cung điện Sonbrunn hiện nay đang được sử dụng như là văn phòng, cũng là nơi ở của Tổng thống Áo. Tới đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp và phong cách kiến trúc Baroque, tham quan các căn hộ hoàng gia hay ghé thăm một trong những viện bảo tàng đẹp nhất trong khu phức hợp. Ngoài ra,
du khách cũng có thể dành thời gian tham quan công trình tín ngưỡng tôn giáo đẹp nhất ở Áo, nhà thờ St. Stephen. Đây cũng là nhà thờ cao nhất và quan trọng nhất ở Viên, Áo. Bởi sở hữu công trình kiến trúc độc đáo được thiết kế theo phong cách Roman và Gothic. Ngọn tháp và mái vòm chính của nhà thờ được trang trí cầu kỳ với hàng trăm viên ngói màu sắc được sắp xếp lại tạo thành những họa tiết đẹp mắt. Bên trong nhà thờ có tổng cộng 18 chiếc bàn thờ, các nhà nguyện nhỏ và cả hầm mộ. Du khách sẽ không được tham quan các hầm mộ trừ khi được linh mục phụ trách cho phép. Nhưng có những bức ảnh mô tả bên trong hầm mộ được trưng bày phía bên ngoài để giúp du khách có thể hình dung được cảnh tượng ở bên trong khu hầm mộ. Cộng hòa Áo, thủ đô nghệ thuật của thế giới. Không chỉ nổi tiếng bởi những công trình kiến trúc cổ xưa độc đáo, thủ đô Viên của Áo còn được biết đến là cái nôi của nền âm nhạc cổ điển châu Âu và có nhiều nhà soạn nhạc nổi tiếng. Ngoài biệt danh thủ đô âm nhạc thế giới, Viên còn được biết đến với tên gọi thánh địa của giới nhạc sĩ, bởi thành phố này là nơi các nhạc sĩ vĩ đại sinh ra hoặc sống gần như cả cuộc đời như Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn, Franz Schubert, Johann Strauss. Nhiều tác phẩm âm nhạc bất hủ cũng được ra đời tại Viên hoặc lấy thành phố này làm cảm hứng sáng tác. Theo sách Những nền văn minh thế giới, thời Hoàng Kim, Viên chính là trung tâm văn hóa, âm nhạc lừng danh của giới quý tộc châu Âu, nên những người kiệt xuất nhất ở lục địa này đều quy tụ về đây. Hiện, toàn thành phố có khoảng 300 nhà hát kịch và phòng hòa nhạc, nổi tiếng nhất là nhà hát kịch quốc gia Viên, được tôn làm trung tâm ca kịch của thế giới. Có thể thấy, âm nhạc luôn gắn liền với cuộc sống của con người ở nơi đây. Trên khắp các con phố ngày nay, các bạn sẽ được thưởng thức các bản nhạc tuyệt vời, bất hủ của thiên tài Mozart hay Beethoven do những nghệ sĩ đường phố biểu diễn. Không chỉ vậy, không khí âm nhạc tại quán cà phê hay quán bar ở đây cũng trở thành một địa điểm thu hút độc lạ với khách du lịch. Không chỉ là thủ đô âm nhạc của thế giới, Viên còn là cái nôi của mỹ thuật khi đây là nơi sinh ra một số họa sĩ nổi tiếng nhất thế giới như Gustav Klimt và Egon Schiele. Đây cũng là cái nôi của các phong trào nghệ thuật tiên phong có ảnh hưởng lớn của châu Âu trong thế kỷ 19 và 20. Và ít ai biết rằng, trước khi thành trùm phát xít khét tiếng lịch sử nhân loại, Adolf Hitler cũng từng ước mơ trở thành một họa sĩ nổi tiếng tại Viên. Có thể nói, Viên đóng vai trò quan trọng trong việc định hình nên con người của Hitler. Cả khía cạnh nghệ sĩ và niềm tin cốt lõi về những tư tưởng cực đoan của trùm phát xít này. Được biết, Hitler được sinh ra tại thành phố Braunau am Inn, nằm ở phía tây bắc nước Áo. Khi còn là một cậu bé, Hitler đã thể hiện thiên phú về vẽ vời. Dần dần, Hitler hứng thú về kiến trúc và niềm đam mê ngày càng lớn dần. Bằng trí nhớ của mình, Hitler có thể vẽ được các bức họa chi tiết về tòa nhà dù chỉ nhìn qua một lần duy nhất. Vào mùa xuân năm 1906, khi ở tuổi 17, Hitler đã có chuyến đi đầu tiên đến thành phố Viên, một trong những trung tâm quan trọng nhất thế giới về nghệ thuật, âm nhạc và văn hóa lâu đời của châu Âu lúc bấy giờ. Khi đến Viên, Hitler lại thấy mình bị cuốn vào phong cách kiến trúc lộng lẫy của thành phố này. Để có tiền trang trải cuộc sống trong suốt thời gian ở Viên, từ năm 1908 đến năm 1913, Hitler đã từng vẽ hàng trăm tác phẩm. Hitler tự nhận họa sĩ vẽ tranh phong cảnh và kiến trúc người Áo Rudolf von Ahn là người thầy vĩ đại nhất. Trong cuốn tiểu sử Mein Kampf, con đường đấu tranh của tôi, Adolf Hitler có miêu tả về thời trẻ từng muốn trở thành một họa sĩ chuyên nghiệp như thế nào. Tuy nhiên, nguồn cảm hứng ấy đã mất đi sau khi Hitler hai lần thi trượt kỳ thi tuyển sinh của Học viện Mỹ thuật Viên. Các giám khảo của Học viện Mỹ thuật Viên cho rằng, qua các tác phẩm cho thấy, Hitler không có nhiều năng khiếu trong lĩnh vực này. Thời gian tiếp theo là những năm tháng đầy vất vả đối với Hitler, nhưng ông ta vẫn không từ bỏ ước mơ làm họa sĩ. Cho đến mùa xuân năm 1913, vì nghèo túng, Hitler đã phải rời bỏ thành phố Viên để chuyển đến sống ở nước Đức. Thời gian này, Hitler vẫn có những sáng tác hội họa. Cuối cùng, Hitler gia nhập quân đội và dần đi theo con đường chính trị. Có thể nói, nếu giấc mơ trở thành họa sĩ thành công, thì cái tên Hitler đã không trở thành nỗi khiếp đảm của cả thế giới vào ngày nay. Vừa rồi là những thông tin mà 5 phút thôi tìm hiểu được về Cộng hòa Áo. Các bạn thấy quốc gia này như thế nào? Hoặc mong muốn nơi nào sẽ được khám phá kế tiếp? Thì hãy comment xuống phía bên dưới nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!